3, 2, 1. Chiều 3 tháng 2 xuất hiện nhiều thông tin tí bà dòm, có liên quan vụ án Tuấn Khỉ bị toang, có nhiều trên báo chí, nhưng sau đó tìm đọc lại tin thì các trang báo đã xóa bài viết này, không thấy bài viết ở đâu cả. Tra vào trang tin VN Express thì xuất hiện bảng thông báo, không tìm thấy đường dẫn. Tương tự mình tra vào các trang báo mạng khác như Dân Trí, báo Giao Thông, báo Công An thì kết quả cũng tương tự, là không tìm thấy đường dẫn hoặc không tìm thấy trang yêu cầu. Mọi người xem này, như vậy thông tin tí bà dòm ra đầu thú là chưa được xác thực. Trước thì báo mạng thông tin tí bà dòm ra đầu thú, sau thì xóa bài viết, nên chúng ta không biết đâu là thông tin chính xác, không biết đâu mà lần. Nếu ai đó đọc tin một lần, không xem lại tin đã đọc đã bị xóa, rồi họ đi loan tin khắp nơi, thì mệt mỏi, càng làm tin nhiễu loạn hơn. Bó tay thật. Sáng hôm nay 4 tháng 2, tra lại tin, vào trang 24 giờ, và Tiền Phong thì tin tí bà dòm ra đầu thú được công an cho biết. Thông tin bắt giữ Phạm Thanh Tâm tự tí bà dòm, đối tượng cầm giúp Tuấn Khỉ, 1 tỷ đồng tại Bến Tre chiều 3 tháng 2 là thông tin chưa được xác thực. Và công an Bến Tre cho biết, chưa nắm thông tin này và đang yêu cầu các đơn vị rà soát lại. Mọi người xem này. Thôi thì chúng ta tìm hiểu về đời sống và gia đình của tí bà dòm vậy. Tâm có vóc người ốm, da ngăm đen, tóc hớt cao, nói giọng miền Nam. Tí bà dòm chơi với Tuấn Khỉ khá lâu. Tuấn Khỉ đã cướp số tiền khoảng 1 tỷ đồng, sau đó đưa cho Phạm Thanh Tâm cất giữ. Khi nhận được tin không hay về Tuấn Khỉ thì Tâm đã chạy trốn. Đến nhà của tí bà dòm tại ấp Thạnh An, xã Trung An, Củ Chi, căn nhà của vợ chồng Tâm đã đóng kín cửa. Gặp mẹ vợ Tâm, bà nói Tâm thường chơi cờ bạc, nhưng bà không ngờ Tâm lại liên quan đến vụ án Tuấn Khỉ mà mấy ngày nay công an đang vây bắt, nên người ta có đi ngang qua nhà là bàn tán ra vào, nhìn dò xét. Bà không biết chữ nên không đọc được những giấy tờ công an đưa, chỉ nghe người ta nói Tâm cầm giữ nhiều tiền của Tuấn Khỉ. Mẹ vợ Tâm kể khi xảy ra vụ xả súng tại xã Tân Thạnh Đông, bà đã tới hiện trường để xem. Khi về nhà, bà vẫn thấy Tâm ở nhà, không tỏ ra sợ sệt hay thái độ gì. Từ ngày Tâm chạy trốn thì bà nói bà không biết Tâm đã trốn đâu, bà muốn Tâm có làm tội gì ra nhận, chứ trốn chạy thì khổ bản thân, khổ cả gia đình thôi. Từ ngày 1 tháng 2, công an đã niêm phong xe cộ và một số đồ đạc đưa về trụ sở để điều tra, con gái bà cũng đi theo công an rồi. Hàng xóm cho hay Tâm đang sinh sống cùng vợ và hai đứa con tại đây. Tâm quản lý nhà trọ cho thuê, bán cà phê trước cửa nhà, sống khép kín ít tiếp xúc với hàng xóm, có khi vắng nhà cả tháng trời. Tâm có nhiều đàn em, quen biết rộng rãi xã hội, hay tụ tập trước nhà uống cà phê. Từ lúc công an siết chặt an ninh thì đàn em không còn xuất hiện ở đây nữa. Theo hàng xóm và gia đình của Tâm, ngày Tuấn Khỉ bị cảnh sát vây bắt, Tâm vẫn xuất hiện tại địa phương và sinh hoạt bình thường. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.